mình vừa làm xong cái xi lanh nè các bạn. Cái này là nóc đóng nòng nè, đóng lót xi lanh nè. Cái bê tông này là bê tông Atanda cũ, mình vớt lại sử dụng lại thay bộ bạc mới vô. Cái này là mình làm cho tấm bình đó. Bình thường thì khi là làm xong thì là điện thoại là chạy qua lấy, nhưng mà hôm nay thì ở dưới sông sẵn có cái vỏ sẵn, vỏ máy sẵn, cho nên mình xuống mình giao luôn, hỏi cậu chạy qua. Đây, cũng nhìn qua sông thấy cái xe cuốc đang gấp đất đó, thì ra mình cũng chạy qua bển, mình cầm cái điện thoại mình qua mấy vòng cho các bạn coi luôn, một công 2-3 triệu. Đây, lúc này là mình ở phía bên tiệm máy, mình quay qua ở phía cái cô bé gấp đất cho các bạn coi nè. Đây là cái điểm thứ hai của cái xe gấp đất nó gấp rồi đó các bạn. Đây, này mình đứng ở phía bên tiệm máy, mình quay, mình zoom gần lại cho các bạn coi nha. Thật ra lúc này từ cái chỗ mình đứng ở bên tiệm mình cho tới cái cô ba là nó khoảng 90 mét là. Đó, mình có thể cố gắng mình zoom lại hết được gần cho các bạn xem. Xa lắm các bạn. Này là những cái gạo là như cuối cùng rồi, sắp xong rồi. Ở trên người điều khiển là cái người chủ mà mướn gấp đất. Ta lại tự nhận tiền đó các bạn. Người cô bé này cũng sướng đó các bạn, làm lấy tiền mà còn được người ta cảm ơn nữa. Ngày mai mình lâu lâu cũng được như vậy. Gấp đất lẻ, nhìn dấu chữ này là người ta biết cái kêu lại là gấp đất lẻ. Bây giờ mình xuống mình đi.
Đau quá. Kiểm tra lại coi. Ngày là anh này là anh chủ khoái đây hả? Nãy nghe nó đại đại làm nhất liệt luôn. Tao để lại kiểm tra lại coi. Cái tông này nó bị tròn quá rồi. Kiểm tra lại rồi. Chừng đó. Sao? Được rồi. Nó nhớt nè. Mang thấy không? Đâu mình làm là nó vừa nó ý với mình. Cái cơ nhà mình làm với ý. Còn nó vừa. Cái tông sửa điện thấy sao? Được. Vừa còn gắp được hơn không? Cái sống thuốc hồi nãy mình làm nó gắp gì là sao? Dạo. Mình muốn cho phải là đâu có nhà nước đâu gấp đâu. Lúc trước là của nhà nước gấp mình chỉ làm cái vật tư thôi không. Sau này gấp cho được 200 gạo, trăm mấy 200 gạo. Tự ai muốn có nhu cầu cao lên thì gấp. Cái bàn này cứ đi nha, không mình quay nè. Đây cái máy là máy mưa à? Hả? Cái phải. À, tôi tưởng tôi tống mưa cái lộn chết luôn á. rồi bây giờ giao đồ xong rồi, bây giờ mình sẽ đi lại cái gào rồi, mình quay vòng vòng thôi. Mình qua tham quan cái gào gấp cho các bạn coi chơi nha. Cái này rảnh rồi, xong đồ anh gấp này rồi mình đi vòng vòng. Sao chị muốn gấp hay gì ạ? Hết nhiêu gạo rồi? Là 1.800.000 hả? Hết 1.700.000. 1.700.000. Cái này chia ra 3.000. Chia ra hả? Thôi chị Sáu lãnh luôn, cũng không ai nói hết trơn á. Thôi đi nha, chị làm đi nha. Rồi đặt coi cái máy cho nó cuốc làm sao. Đó, bạn thấy không? Đó ha. Anh Tư muốn gấp đổ đại cái này luôn hả chị? Ồ, bạn thấy không? Màu trắng không? Rồi cứ cầu đi. Cái rào quá dài. Chục gạo hả anh Tư? Nói lên chục gạo chưa?
quá dữ, sâu ghê. Cái này cái thào quen quen. Để mình xuống cái xà này. Mình chế lại phải không, chứ không phải là máy viên phải không? Không phải không. Cái này chiếc 07 hả chú? Cái cần vậy là hai đoạn mình làm nhiêu ạ? Dạ mấy thứ ạ? Dạ là chiếc 07 đó ha. Mình gấp cái độ sâu là được mấy mét hả chú? Mình gấp cái độ sâu được mấy mét? Độ sâu ha. Đúng nha. Tại vì con thấy cái thà này nè, ở dưới sông này đưa đi quay lại cái đoạn này nè, sửa máy lên sông thấy hoài à, mà thấy bơi không à, không có thà, không có máy ủi phải không? Dạ. Mà cái cần gần như là dài nhất ở đây đó. Dạ, cái sông này nè, theo con biết là dài nhất ở đây nè. Vậy mình gấp sâu mới được, gấp xa ngoài đó. Dạ, phải không? Trời, bà con đã không còn cạn nữa lắm. Dạ, vậy là bao nhiêu gạo chú mình gấp? Nhiều tính nhiều chân là hoài ha. Dạ, để con đi vòng xuống là chú Tư. Thank you.
bơi thôi, tại vì cái gào cái chiếc này nó quá dài, thành ra bơi rất hiệu quả. Đó, giờ nó phát tướng ha, có lúc trước không? Dạ. Bây giờ thì nó thiệt vậy à, lúc trước tao biết là nó mới biết xuống hà hà. Dạ, bây giờ cái gào gắt ở bên mướp. Thôi giờ tạm biệt chú Tư ơi. Dạ. Có dịp nào gặp lại. Ôi. Tạm biệt nha. Bung đuôi đó bạn, bây giờ thì hình như là quạt ngang để mà đi. Hồi nãy thì búng đuôi đưa cái gào lên sau, búng được cái phà nó đi tới. Còn bây giờ thì mình vừa bước xuống thì tài xế mới quạt ngang lại cho cái phà, cái mũi đi trước lại bình thường lại. Thôi giờ cũng tới nhà, thôi mình đi lên nha. Thôi tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.